Vào ngày 11 tháng 7, một trận mưa lớn ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây đã gây ra lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu Sông Giang. Một số ngôi nhà bị ngập, xe cộ bị cuốn trôi, nguồn điện bị gián đoạn, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn, đường xá bị cuốn trôi và người mất tích.水流太大呀，干着急过不去，一对母子骑着车冲到这边了，外卖小哥跑过去，把他俩拦住，幸好那个刚才坏掉的那个车在路中间。 Vào ngày 11 tháng 7, tại Hàm Đăng, Hà Bắc, mưa lớn đã đổ xuống, đường phố biến thành sông, nhiều người dân bị cuốn trôi và một số người phải ôm cây để sống sót. Oh!
姨都不站不通，谁能给你那个啥？这是在大拉根儿这儿呀。Thiên tai trên đất liền vẫn tiếp diễn. Vào ngày 11 tháng 7, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở Hà Nam, lũ lụt bùng phát, sông dâng cao, làng mạc ở nhiều nơi bị ngập lụt, xe cộ bị lũ cuốn trôi và người mất tích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.